bạn có một làn da lỗ chân lông to, sần sùi và không được mịn màng, thì hôm nay Hương sẽ chia sẻ đến bạn 4 cái bước vô cùng đơn giản giúp bạn có thể sở hữu một cái làn da mịn màng hơn, đồng thời thu nhỏ được lỗ chân lông. Nó vô cùng đơn giản và dễ thực hiện ngay tại nhà. Bước đầu tiên là bước quan trọng nhất, nhưng mà mọi người lại thường xem nhẹ cái bước này, đó chính là bước làm sạch da. Bạn biết lý do tại sao mà lỗ chân lông của bạn lại to như vậy không? Đó chính là bên trong lỗ chân lông sẽ có chứa rất là nhiều những cái hỗn độn hàng ngày. Nó có thể là bụi bẩn này, dầu thừa, bã nhờn, hoặc cũng có thể là tế bào già cỗi còn sót lại bên trong lỗ chân lông của bạn. Vậy thì nếu như bạn chỉ cần làm sạch tốt thôi, tình trạng này có thể giảm ít nhất là 30-40%. Đối với sản phẩm làm sạch sẽ có hai nhóm sản phẩm cần ưu tiên ở đây. Thứ nhất đó chính là tẩy trang. Hãy ưu tiên lựa chọn tẩy trang dạng nước dịu nhẹ, tránh mà tẩy quá là mạnh sẽ khiến da bạn có thể bị tổn thương kích ứng. Thứ hai đó chính là sữa rửa mặt thì cũng pH chuẩn nhưng sẽ ưu tiên kết cấu là dạng gel để có bọt vừa phải thôi, tránh khiến việc mặt xong ấy thì làm cho da bạn có thể khô này, đỏ này, thậm chí là căng rát. Một số dòng sữa rửa mặt hay là tẩy trang bạn có thể tham khảo trên thị trường, ví dụ của hãng Bioderma Quốc dân này, của SPR này, hay là của Skinavit. Bước thứ hai cũng vô cùng quan trọng sau bước làm sạch đó chính là bước cấp ẩm cho làn da. Lý do khiến cho lỗ chân lông của bạn ngày càng mở to đó chính là một cái làn da bị thiếu ẩm. Khi một làn da bị thiếu ẩm thì da sẽ cần phải tăng cường dầu, tăng bã nhờn lên để bù ẩm cho làn da. Điều này vừa khiến lỗ chân lông của bạn có thể to hơn, lại vừa khiến da của bạn có thể dễ bị bít tắc hơn. Và khi bạn chỉ cần cấp ẩm cho làn da thôi thì da sẽ tự động giảm dầu, không cần thiết phải dùng quá nhiều hóa chất kiểm soát dầu. Ngoài ra chúng sẽ khiến da bạn nó sáng hơn và có độ căng mịn hơn. Thì đối với việc cấp ẩm cho làn da chúng ta sẽ có hai bước, nó vô cùng đơn giản thôi. Thứ nhất đó chính là bước serum hút ẩm. Một trong hai sản phẩm bạn tham khảo đó chính là sản phẩm có chứa HA này hoặc là serum B5 có tính hút ẩm vô cùng mạnh mẽ. Thứ hai, sau khi chúng ta bôi serum xong thì hãy bôi thêm một cái lớp dưỡng. Các bạn hay thường gọi là dưỡng khóa ẩm, thực tế là vì HA chúng có tính hút ẩm mạnh nhưng mà rất dễ bị hút ẩm ngược trở lại. Vì thế sau đó chúng ta cần phải bôi thêm cái lớp dưỡng ẩm. Tuy nhiên với tình trạng mà da lỗ chân lông to sần sùi, hãy ưu tiên các kết cấu màu nhẹ thôi, đó chính là dạng gel này hay là dạng lotion. Bước thứ ba có lẽ là bước mà nhiều người quan tâm nhất, đó chính là hãy bổ sung thêm những bước gì vào để có thể treatment, điều trị các vấn đề ở trên làn da. Nhưng nếu như chưa có hai bước ở phía trên thì đừng vội thêm bước thứ ba này, bởi vì da của bạn rất dễ gặp tình trạng kích ứng. Và trong bước thứ ba này có hai loại sản phẩm mà Hương chia sẻ đến bạn hỗ trợ bạn điều này rất là tốt. Thứ nhất đó chính là sản phẩm BHA. Bạn nghe rất quen thuộc đúng không? Đây là sản phẩm tẩy tế bào chết. Chúng có thể tan được trong dầu và len lỏi sâu vào bên trong lỗ chân lông của bạn, giúp bạn có thể loại bỏ đi những cái bít tắc. Từ đó sẽ hỗ trợ lỗ chân lông của bạn có thể thu nhỏ. Đồng thời thì khi chúng loại bỏ những cái tế bào già cỗi ở trên làn da, bạn bôi thoa sản phẩm cũng sẽ khiến cho việc thẩm thấu nhanh hơn và loại bỏ tình trạng sần sùi trên làn da. Đối với sản phẩm BHA này thì có thể lựa chọn các nhãn như là Obagi này hay là Polachoy với nồng độ khoảng 1-2%. Sản phẩm thứ hai bạn nên bổ sung đó chính là thành phần serum có chứa niacinamide. Tác dụng đầu tiên là cấp ẩm cho làn da. Tác dụng thứ hai là chúng sẽ khiến khôi phục cái hàng rào bảo vệ da. Da của bạn có thể khỏe hơn rất là nhiều. Và điều thứ ba đó chính là hỗ trợ kiểm soát dầu và thu nhỏ lỗ chân lông. Bạn biết không, cặp đôi mà BHA kết hợp với niacinamide, nếu như bạn biết cách kết hợp đầy đủ và đều đặn, chúng sẽ tạo nên một cái sự căng này, mịn này và thu nhỏ lỗ chân lông một cách nhanh chóng. Và bước cuối cùng, bước này thì cũng vô cùng quan trọng, đó chính là kem chống nắng. Nếu như bạn không bôi thoa đầy đủ kem chống nắng ấy, thì da bạn sẽ lão hóa rất nhanh, đồng thời lỗ chân lông của bạn sẽ mở to hơn rất là nhiều. Ngoài ra, bạn có thể gặp tình trạng là da chúng ta không đều màu, da sẽ sần sùi hơn do da phải tự tăng những cái gọi là sừng lên để bảo vệ làn da khi có UV và ánh nắng mặt trời chiếu vào. Vậy thì việc bôi thoa kem chống nắng chúng mà khiến da bạn có thể mịn màng hơn này, thu nhỏ lỗ chân lông, đồng thời làm trẻ hóa làn da của bạn. Chú ý rằng hãy bôi thoa kem chống nắng đúng, đủ và đều như Hương đã chia sẻ các video ở phía trước nha. Và trên đây đó chính là 4 bước giúp làn da của bạn có thể căng và mịn hơn. Bạn đang thiếu bước nào trong quá trình chăm sóc da? Hãy comment ở phía dưới nha.